Sư tử 5 lần 7 lượt chọn sai con mồi và cái kết nhục nhã. Xin chào, rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh Khám Phá Lạ Kỳ. Các bạn thân mến, với khả năng tấu hài cực kỳ mạnh, mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi đang bị nhốt trong vườn thú, sinh vật có chung tổ tiên với mèo này luôn biết cách mang đến những tiếng cười sảng khoái cho khắp các bản dân thiên hạ. Không những vậy, chúng có được mệnh danh như là chúa tể đồng cỏ, sát thủ săn mồi cực kỳ nguy hiểm, khiến cho các loài sinh vật sống trên khắp các đồng cỏ châu Phi phải khiếp sợ. Tuy nhiên, trên thực tế, sư tử lại không phải là loài vật mạnh nhất thảo nguyên. Đôi khi chúng lại bị đánh bại bởi chính con mồi của mình, đặc biệt là những loài có khả năng tự vệ cao như là trâu rừng hay là linh dương. Và trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng tận mắt chứng kiến những cuộc đi săn thất bại, thảm hại khiến cho sư tử phải mối mặt trước con mồi nha. Một, bị trâu rừng đuổi, sư tử treo lên cây trốn. Ông Charles Cormin, cựu quân nhân 63 tuổi, cùng vợ đến khu bảo tồn trên hồi tháng 3. Tại đây thì cặp đôi bắt gặp một cảnh tượng phì cười. Đó là một con sư tử bị đàn trâu đuổi chạy té khói. Khi mà vừa nhìn thấy một gốc cây khô, chúa sơ lâm vội vàng trèo tót lên. Sau đó thì yên vị chờ đàn trâu rời khỏi. Khuôn mặt của nó trông có vẻ như là rất sợ hãi. Thôi em biết em sai rồi, em cắn rơm cắn cỏ lại các anh trâu rừng tha mạng. Từ mai em không như thế nữa. Tuy nhiên thì hôm đó dường như là một ngày xui xẻo của hai con sư tử khi mà đàn trâu nhất quyết đứng chờ dưới gốc cây, đợi nó rơi xuống để làm thịt, báo hại chúa sơ lâm phải ôm cây đến mức mỏi rã rời. Cuối cùng, chịu không nổi, con sư tử tuột xuống, gầm gừ rồi nhảy thẳng về phía chiếc xe của ông Carmen, đậu gần đó và biến mất trong bụi rậm. Người đàn ông cho biết là lúc đầu, đàn trâu rừng vây quanh để bảo vệ một con nghé mới sinh. Sau đó thì chúng phát hiện con sư tử đang rình rập nên cả đàn xông tới, dạy cho con sư tử một bài học. May mắn là nó vẫn giữ được mạng sống, chứ như trường hợp sau đây thì thật là thảm khốc. 2. Sư tử đơn độc lạc vào trận địa của trâu rừng. Theo như lời kể của Dacina Rose, người may mắn quay lại được đoạn video sau khi đi nghỉ cùng với gia đình tại công viên quốc gia Kruger của Nam Phi, thì đây là cảnh tượng vô cùng đáng kinh ngạc và cho thấy sự tàn khốc của thiên nhiên. Sự phấn khích của tôi nhanh chóng chuyển sang bối rối và bàng hoàng khi mà tôi nhận ra những gì đang bày ra trước mắt, Rose cho biết. Con sư tử cái tội nghiệp, kẻ săn mồi hung dữ bị mắc kẹt giữa hàng trăm con trâu rừng, nó bị quăng quật như là một món đồ chơi cho tới khi bỏ mạng. Được biết là trước đó, con sư tử cùng với bầy của mình đã tìm cách rượt đuổi bầy trâu rừng có số lượng lên đến hàng trăm con khi mà chúng đang nghỉ trên uống nước tại một con đập. Trong đa số trường hợp, bầy trâu sẽ bỏ chạy tạo nên một cảnh tượng tự nhiên kỳ thú. Tuy nhiên, bầy trâu này lại khá là rừng rưng và gần đây như là không quan tâm tới sự xuất hiện của sư tử. Về phần mình, do là quá mải mê đuổi bắt con mồi, con sư tử không nhận ra nó đã lọt vào vòng vây của đàn trâu. Mà năng sinh tồn thúc đẩy nó chiến đấu càng mạnh mẽ hơn. Nhưng đây là một lựa chọn tồi vì bầy trâu quá đông và khỏe mạnh. Thế nhiên thật khó tin và cũng không kém phần tàn nhẫn. Không phải lúc nào kẻ săn mồi cũng bỏ mạng, nhưng đôi khi nó vẫn xảy ra. Thứ ba, hươu cao cổ ra đòn hủy diệt, vùi dập sư tử giữa sa mạc. Những fan hâm mộ của chương trình Thế giới động vật đã không hề thất vọng khi mà xem đoạn video chỉ 30 giây ghi lại một cuộc săn mồi khốc liệt diễn ra trên sa mạc tại Namibia. Bầy sư tử đã theo đuổi cuộc đi săn 3 ngày trải qua quãng đường đến 500 cây số trên sa mạc cằn cỗi. Cuối cùng thì một con hươu lọt vào đích ngắm của bầy sư tử. Khi mà con hươu đã gần như chắc chắn bị hạ gục thì tình thế lại gây sốc với người xem. Như thường lệ, con hươu bị dồn vào vị trí sư tử phục kích. Sư tử tung mình vô hươu cao cổ đang tháo chạy. Nó nhắm vào cổ và yếu huyệt của con mồi. Thế nhưng điều bất ngờ, thay vì con hươu bị quật ngã thì sư tử lại bị hất văng xuống đất. Những cú giẫm đạp sấm sét của hươu cao cổ giáng xuống mình sư tử trước khi con vật to lớn phi nước đại bỏ chạy. Đoạn video thêm bằng chứng cho cuộc chiến sinh tồn của thế giới hoang dã luôn luôn khốc liệt. Trong một cuộc đi săn khác, sau khi hạ gục được một con hươu cao cổ con, bầy sư tử mải mê thưởng thức bữa ăn của mình mà không hề hay biết rằng con hươu cao cổ mẹ đang rứt từng khúc ruột khi đứng ở gần đó. Nó bất ngờ nổi điên và liên tiếp tung ra những cú giày xéo sấm sét và giết chết một con sư tử. Sau đó nó tiếp tục truy sát bầy sư tử con đang ẩn nấp trong bụi rậm trước khi nguôi giận và rút lui an toàn.
số 4. Một mình tấn công châu rừng, sư tử phải trả một cái giá cực đắt. Châu rừng châu Phi là một trong 5 loài động vật có thân hình lớn nhất tại châu Phi. Một con trâu khi trưởng thành có thể nặng từ 500 đến 1.000 kg. Tuy là có thể hình to lớn như vậy, nhưng châu rừng vẫn là con mồi thường xuyên của sư tử. Nhưng khi bị dồn tới chân tường, phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Nhiều loài động vật buộc phải vùng lên để tạo ra những điều kỳ diệu mà không ai có thể ngờ đến. Trong đoạn clip sau đây thì một con sư tử cái đang đùa tốc độ, săn đuổi theo một đàn trâu rừng chạy song song cùng một đàn ngựa vằn. Thông thường, sư tử sẽ săn mồi theo bầy đàn của chúng và điều này mang đến tỷ lệ thành công cao hơn. Trong trường hợp chỉ có một mình, sư tử sẽ buộc phải lựa chọn những con mồi bị thương hoặc là vẫn còn non nớt. Giống như là trường hợp này, sư tử đã chủ đích nhắm vào một con trâu nhỏ để tấn công. Với kinh nghiệm săn mồi dày dặn, nó không mất quá nhiều sức lực để hạ gục con mồi của mình. Tuy nhiên có vẻ như là con sư tử đã không lường trước được rằng ngay khi mà con trâu nhỏ nằm xuống thì trâu mẹ đứng ngay bên cạnh đã ngay lập tức tiến đến để giải cứu con mình. Với lòng dũng cảm cùng với tấm lòng yêu thương con vô bờ bến của mẹ, nó đã dùng cặp sừng sắc nhọn để húc bay kẻ săn mồi, cứu sống đứa con của mình. Sư tử đơn độc bị đàn linh cẩu tấn công và cái kết. Một trong những kẻ thù khó chịu nhất của sư tử chính là linh cẩu. Đoạn clip được một du khách ghi lại tại vườn quốc gia Kruger của Nam Phi đã cho thấy khoảnh khắc một con sư tử cái trưởng thành bị bao vây tấn công dồn dập bởi đàn linh cẩu. Nếu như xét về sức mạnh, dĩ nhiên là sư tử vượt trội hơn so với linh cẩu, nhưng khi bị bao vây cùng lúc bởi đàn linh cẩu, sư tử không thể tấn công cùng lúc tất cả các đối thủ của mình và có thể bị đàn linh cẩu giết chết. Với bản năng săn mồi theo bầy đàn, linh cẩu rất biết tận dụng lợi thế về số lượng khi mà bao vây con mồi. Ngay cả khi đó là một con sư tử mạnh mẽ, những con linh cẩu sẽ liên tục vươn quanh để khiến cho sư tử mất sức, rồi bất ngờ tung ra những cú cắn. Giờ đây sư tử vốn quen thuộc trong vai trò kẻ săn mồi, đã trở thành con mồi bị săn đuổi nhưng không có lối thoát. Trong lúc tưởng chừng như là tuyệt vọng và sư tử cái sẽ trở thành bữa ăn cho đàn linh cẩu háu đói, may mắn đã bất ngờ mỉm cười với con sư tử này. Khi mà những cá thể khác trong đàn sư tử đã nhanh chóng lao đến giải cứu đồng loại. Dù là có lợi thế lớn hơn về số lượng, tuy nhiên sự hợp sức của đàn sư tử khiến cho những con linh cẩu không thể làm gì được và phải bỏ chạy. Con sư tử cái tưởng chừng như sẽ mất mạng, may mắn lại được giải cứu kịp thời. Số 6. Sư tử bỏ chạy thục mạng khi bị linh dương phản đòn. Trong đoạn clip ghi lại cảnh một con sư tử cái đang rình bắt linh dương đen Đông Phi, có thể thấy là nó đã dễ dàng chiếm thế thượng phong nhờ lẻn ra phía sau, rồi vô lấy con mồi. Tưởng như đây sẽ là một bữa ăn dễ dàng với sư tử giống như là bao cuộc đi săn khác. Thế nhưng chú linh dương đen cho thấy mình không phải là kẻ dễ bị hạ gục. Nó lập tức chứng minh sự lợi hại của những chiếc sừng cong vút khi mà chủ động hướng chúng về phía sau. Ở phía đối diện, sư tử đang cố gắng để khống chế con mồi bằng cách nhảy lên lưng nên đã bị những chiếc sừng đâm vào da thịt. Sau một hồi giằng co, sư tử vì quá đau đớn đã vội buông bỏ con mồi trước khi nhảy xuống một hồ nước ở gần đó để thoát thân. Ở trên bờ, con linh dương dũng mãnh không bỏ lại mà vẫn đứng đó, hướng cặp sừng về phía sư tử như là để nhắc nhở rằng nó luôn sẵn sàng khiến cho bất kỳ kẻ thách thức nào đổ máu. Linh dương đen Đông Phi là một loài động vật thuộc họ trâu bò. Chúng phân bố rộng rãi ở các khu rừng cận thảo nguyên phía nam Kenya, vùng Đông Phi và cả Nam Phi. Điểm đặc trưng của chúng đó là sở hữu thân hình chắc chắn dẻo dai, cùng với đó là chiếc sừng rất dài, tựa như là những thanh kiếm được uốn cong về phía sau. Theo thống kê, sừng của linh dương cái có thể dài tới 102cm, trong khi ở con đực là 165cm. Nhờ vào thứ vũ khí độc đáo mà tự nhiên ban tặng, loài linh dương này có thể chống đỡ hiệu quả trước cuộc tấn công của sư tử và báo hoa mai. Trên thực tế, từng ghi nhận có nhiều kẻ đi săn bỏ mạng vì bị sừng của linh dương đen xuyên thủng. Mặc dù là có khả năng tự vệ rất ấn tượng, song số lượng linh dương đen vẫn đang bị suy giảm nghiêm trọng do dịch bệnh và môi trường sống của chúng bị phá hủy. Số 7. Ngựa vằn thoát chết khỏi sư tử trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Một video ngắn ghi lại khoảnh khắc chạm trán đầy kịch tính giữa sư tử và ngựa vằn tại vườn quốc gia Serengeti của Tanzania. Trong đoạn video có thể thấy một con sư tử cái rình rập rồi lao về phía bầy ngựa vằn khiến cho chúng hoảng sợ bỏ chạy. Tận dụng sự hỗn loạn, sư tử đã thành công tóm được một con ngựa vằn trưởng thành. Nó lập tức ngoạm cổ rồi dùng móng vuốt để ghi con vật tội nghiệp xuống sát mặt đất. Tưởng như đây sẽ là cái kết cho ngựa vằn thì điều bất ngờ đã xảy ra. Với một ý chí phi thường, ngựa vằn cố gắng giãy giụa rồi để phản công lại bằng cách cắn vào thân của sư tử. Dính đòn đau, kẻ săn mồi choáng váng và trong giây lát đã buông lỏng con mồi. Tận dụng sơ hở, ngựa vằn vung lên để bỏ chạy rồi thoát chết trong gang tấc. Ở phía đối diện, sư tử chỉ biết nhìn theo con mồi với ánh mắt đầy tiếc nuối.
Video của chúng mình đến đây là hết rồi. Bạn ấn tượng với khoảnh khắc nào nhất? Hãy cho chúng mình biết bằng cách comment bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.